Kính chào quý vị đến với những tin tức về thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật trên kênh youtube của báo Tiền Phong. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga đã đạt được bước đột phá quan trọng ở Kursk khi đột phá bằng đội hình xe tăng lớn, đột kích về phía đông, theo hướng làng Malalugnia. Điều này đã tạo ra vòng vây lớn ở phía bắc, bao vây toàn bộ cụm binh lực của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía bắc Kursk lực lượng Kiev đang phải rút chạy qua nút cổ chai dưới cơn mưa hỏa lực của Nga. Theo kênh Riba, cũng trên mặt trận Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ tuyến đầu. Tại một số khu vực, quân đội Ukraine AFU đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga nhưng không thành công. Ở quận Gluskovo, các đơn vị Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực đường dây xe lửa phía nam làng Noviput. Chưa có cảnh quay nào xác nhận việc quân đội Nga RFAF dọn sạch lãnh thổ từ khu định cư. Ở quận Korenevo, kẻ thù đang cố gắng mở rộng cổ chai của vạc dầu theo tuyến Zeleny Slyak, Nizhny Trong ngày qua, RFAF đã để lùi ít nhất hai cuộc tấn công của đối phương ở khu vực này. Về phía Bắc, một nhóm thiết giáp Nga đã tiến vào khe núi Kalinovlok và các khu vực Donzinsk và Rososnoye. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực rãnh Veknia, Vloska, đường Krepenes và đường Kazasky les. Tại quận Sút Kiev cũng đã cố gắng tấn công vào vùng lân cận Plekhovo, nhưng các báo cáo mới đây về việc RFAF giành lại quyền kiểm soát nơi này vẫn chưa được xác nhận. Tại làng rau UAV tấn công Inokodes Orion của Nga đã phá hủy một xe tăng đối phương. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở Sumy và Belopolie bằng bom lượn, tên lửa và UAV cảm tử Geran. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã kiểm soát hai ngôi làng Siberianka và Mykolaivka tại vùng Donetsk. Nhiều blog quân sự đồng loạt báo cáo các bước tiến của Nga gần các thị trấn trọng yếu dọc chiến tuyến. Phía Ukraine chưa xác nhận việc mất hai ngôi làng, nhưng cho biết các khu vực này đang chìm trong giao tranh dữ dội. Blogger quân sự nổi tiếng Deep State cho hay, quân đội Ukraine đang đối mặt với áp lực mạnh từ lực lượng Nga tại Selidove, thị trấn nằm về phía tây nam Mykolaivka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga gần Semerianka, nằm ngay sát biên giới phía bắc Donetsk. Đồ Đồng thời, các trận đánh lớn cũng diễn ra tại các thị trấn trên đường tiếp cận Pokrovsk, một đầu mối hậu cần quan trọng trong kế hoạch tiến quân của Nga về phía tây Donetsk. Deep State cảnh báo nếu Nga chiếm được Selidove, họ sẽ mở đường tấn công thẳng vào Pokrovsk. Blok này nhận định lực lượng Nga với lợi thế nhân lực và trang thiết bị dồi dào đang áp sát phòng tuyến Ukraine từ cả phía Bắc và Nam. Các nguồn tin quân sự Nga cũng ghi nhận giao tranh dữ dội tại Selidove và ba thị trấn khác là Kurakove, Phoenix ở phía nam và Toresk ở đông bắc. Với những diễn biến căng thẳng tại Donetsk và cả hai bên đều tăng cường lực lượng, tình hình xung đột được dự báo sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong thời gian tới. Trong thời gian gần đây, theo hướng Pokrovsk, Kurakovskoye, lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine đang phải chịu áp lực nghiêm trọng từ các đơn vị Nga. Kênh Military Summary đưa tin, Tình hình mặt trận Pokrovsk đang lên đến đỉnh điểm. Theo các dữ liệu định vị địa lý mới nhất, từ Ismailievka, có vẻ như Grynix cũng đang bị quân đội Nga, RF tấn công từ phía tây. Họ được cho là đã kiểm soát một phần lớn thị trấn. Xa hơn về phía bắc Selidovo, lực lượng Moscow đã thọc sâu vào trung tâm thị trấn, cũng như ập vào từ ba phía: đông, nam, bắc. Lá cờ chiến thắng của Nga tung bay ở trung tâm Selidovo, trong dãy nhà cao tầng lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi thành phố Selidove và một số đơn vị đã rời khỏi vị trí của mình mà không cần phải chờ có lệnh, gây ra sự hỗn loạn trong hoạt động phòng thủ của Kiev. Ngoài ra, các đơn vị Nga, bao gồm lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 9 của quân đoàn Donetsk, đã tiến đáng kể về phía nam từ Selidovo theo hướng Novotmichovka. Tại khu vực này, giao tranh vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine đang cố gắng tổ chức phòng thủ trên các tuyến mới. Reuters dẫn các blogger quân sự cũng cho hay, quân đội Nga đang tấn công như vũ bão vào bốn thị trấn ở phía đông Ukraine giữa bối cảnh Moscow cố gắng kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Ông Yuri Podolyaka, một blogger quân sự ủng hộ Nga thông tin, các lực lượng của Nga đang tấn công Hynix từ một số hướng và giao tranh ở trung tâm thị trấn. Ông Podolyaka nhận định, diễn biến tại khu vực này trên tiền tuyến đang diễn ra nhanh chóng. Theo dữ liệu nguồn mở, các lực lượng của Nga đã tiến công trong tháng 9 với tốc độ nhanh nhất Kể từ tháng 3 năm 2022, bất chấp việc Ukraine tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào Kursk và chiếm một số vùng lãnh thổ tại đây. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong bản báo cáo mới nhất xác nhận rằng các lực lượng của Nga đã cố gắng tấn công vào nhiều địa điểm dọc tiền tuyến, nhưng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công này. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko mới đây đã đưa ra cảnh báo cho rằng Nga có thể sử dụng loại vũ khí nguy hiểm nhất nếu quân NATO được đưa vào lãnh thổ Ukraine. Theo ông Lukashenko, tình huống như vậy có thể buộc Moscow phải thực hiện các biện pháp trả đũa cứng rắn để bảo vệ lợi ích của mình và ngăn chặn xung đột gia tăng. Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Nga cần sự đảm bảo từ phương Tây rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, NATO sẽ không bắt đầu cung cấp cho Ukraine đạn dược và vũ khí mới để tái trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà lãnh đạo Belarus nói rõ, chỉ những đảm bảo như vậy mới có thể ngăn chặn tình trạng xung đột trở nên trầm trọng hơn và giúp đạt được nền hòa bình bền vững. Tổng thống Belarus cũng chỉ ra khả năng cao Nga sẽ buộc phải sử dụng kho vũ khí hạt nhân chiến lược nếu nhận thấy mối đe dọa trực tiếp từ NATO trên lãnh thổ Ukraine. Ông Lukashenko nói, những vũ khí nguy hiểm nhất hiện có trong kho có thể được Nga sử dụng nếu phương Tây quyết định thực hiện một bước đi mạo hiểm như vậy, đồng thời cho biết thêm rằng đây sẽ là một kịch bản thảm khốc cho toàn khu vực. Ý tưởng đưa lực lượng quân sự của NATO đến hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine từng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập hồi tháng 2. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải phản ứng trái chiều từ các đồng minh NATO. Moscow đã nhiều lần cảnh báo về việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng động thái như vậy có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu và một cuộc xung đột toàn cầu. Phía Mỹ và các đồng minh NATO cũng nhiều lần khẳng định không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine vì lo ngại trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Về phía Ukraine, bằng việc thông qua những hoạt động quân sự, đặc biệt là cuộc tấn công khu vực quốc, Kiev đã cho thấy rõ không một làn danh đỏ nào của Nga không thể bị vượt qua. Đại úy Roman Glatky, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy các hệ thống không người lái UAV của quân đội Ukraine, đã bị cách chức chỉ sau 2 tháng được bổ nhiệm. Theo kênh truyền hình tư nhân 112 Ukraine, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, lý do đại úy Gladky bị cách chức là vì nghi ngờ người thân của ông có quan hệ với Nga. Trong khi đó, trang RBK Ukraine dẫn nguồn thạo tin cho biết, người thay thế ông Glatky là đại tá Oleksiy Halabuda, cựu tư lệnh lữ đoàn cơ giới độc lập số 28. Truyền thông Ukraine đưa tin, vợ của ông Halatky có hộ chiếu Nga và sống tại Crimea sau khi Moscow sát nhập bán đảo. Con gái của ông Halatky cũng được cho là đã từng tham gia thi đấu thể thao tại thủ phủ Sevastopol của Crimea dưới cờ Nga. Đáng chú ý, đại úy Glatky còn bị nghi ngờ phản bội tổ quốc. Theo đó, viên sĩ quan này từng vượt biên sang Nga trong thời gian diễn ra xung đột giữa Kiev và Moscow. Cơ quan an ninh SBU tuyên bố rằng họ không tiến hành kiểm tra Roman Gladke trước khi bổ nhiệm ông vào vị trí tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy các hệ thống UAV vì không quy định trong luật. Trước đó, đầu tháng 9, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky đã tạm đình chỉ chức vụ của ông Gladke trong thời gian cơ quan an ninh Ukraine SBU kiểm tra các mối quan hệ của thân nhân viên đại úy này với Nga. Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thay thế tư lệnh lực lượng chung của quân đội nước này sau khi một người lính nổi tiếng cáo buộc chỉ huy này gây ra thương vong hàng loạt trong cuộc xung đột với Nga. Theo Prada và The Guardian, ông Zelensky cho biết, chuẩn tướng Andrei Hantov đã được chỉ định thay thế trung tướng Yuri Sodon mà không đưa ra lý do cho sự thay đổi này. Ông Sodon bị cách chức ngay sau khi lãnh đạo trung đoàn Azov nổi tiếng của Ukraine ông Bodan Krotevich gửi một kiến nghị lên cơ quan điều tra nhà nước SBU Ukraine. Chỉ huy này cáo buộc tướng Shodon lạm dụng quyền lực, chỉ huy quân đội kém cỏi dẫn tới việc Ukraine mất lãnh thổ và khiến nhiều lính Ukraine thiệt mạng. Ông Krotevich tuyên bố sẵn sàng ra làm chứng. Tất cả các quân nhân đều hiểu tôi nói tới ai bởi 99% quân đội ghét ông ta vì những gì ông ta đã làm. Sau khi thông báo thay thế được Tổng thống Zelensky đưa ra, Ông Grotevich viết trên Telegram như sau. Ông Hanatov là một sĩ quan rất giỏi. Tôi hy vọng tin tức ở mặt trận sẽ khả quan hơn. Ở diễn biến khác liên quan xung đột Ukraine, ngày 23 tháng 10 tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS lần thứ 16, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước thành viên tuân thủ ba nguyên tắc nhằm giảm leo thang khủng hoảng Ukraine trong thời gian sớm nhất. Ba nguyên tắc được nêu ra gồm không mở rộng chiến trường, không leo thang xung đột và không có hành động khiêu khích từ bất kỳ bên nào. Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự tại Ukraine, lực lượng Nga đã đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả của hệ thống súng cối tự hành 120mm 2S91M, một loại vũ khí được ví như súng bắn tỉa nhờ khả năng tấn công chính xác và linh hoạt. Hệ thống này không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng sử dụng đạn pháo cỡ nòng lớn, bao gồm cả đạn tiêu chuẩn NATO mà còn nhờ tính cơ động cao, giúp nâng tầm sức mạnh pháo binh trên chiến trường. Trong thời gian gần đây, 2S91M đã trở thành một yếu tố chủ chốt trong các cuộc xung đột, nhất là khi đối mặt với các mục tiêu quan trọng mà cần sự tập trung hỏa lực cao. Hệ thống pháo này được phát triển từ 2S9 NonaS, được thiết kế từ thời Liên Xô và chính thức hoạt động vào năm 1981. 2S9 NonaS cơ động rất tốt trên nhiều địa hình thậm chí chúng có thể tự vận hành được dưới nước nhờ hai máy bơm xả nước đằng sau thân xe. Sự nâng cấp của phiên bản 2S91M được giới thiệu từ năm 2007, tập trung vào việc cải thiện khả năng điều khiển hỏa lực và định vị vệ tinh, giúp gia tăng đáng kể độ chính xác khi tác chiến. Quân đội Nga đã không ít lần ca ngợi khả năng bắn hai quả đạn liên tiếp của hệ thống này, một lợi thế đặc biệt trong các trận chiến cần sự hỗ trợ pháo binh nhanh chóng và chính xác để vô hiệu hóa các vị trí chiến lược của đối phương một trong những điểm mạnh vượt trội của 2S91M là khả năng sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn tiêu chuẩn của NATO, giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến khi đối phó với các đơn vị phòng thủ của Ukraine. Khả năng tấn công chính xác này đã được chứng minh hiệu quả trong các trận chiến đô thị, nơi mà việc chấn áp kẻ thù cần sự linh hoạt cao. Việc triển khai tại các khu vực đầm lầy hay ven sông của Ukraine đã cho thấy sự thích ứng đáng kể của hệ thống pháo này khi các thiết bị pháo binh nặng hơn gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển qua các địa hình phức tạp không chỉ đơn thuần là một vũ khí, 2S91M còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa pháo binh của Nga. Dù đạt được nhiều thành công trên chiến trường, hệ thống pháo 2S91M vẫn đối mặt với những thách thức nhất định. Khả năng bền vững của hệ thống trước các loại pháo phản công hiện đại mà lực lượng Ukraine nhận được từ phương Tây vẫn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, việc quân đội Nga có thể tận dụng được đạn dược NATO đã mở rộng khả năng chiến thuật của họ, tạo điều kiện cho các chiến dịch pháo binh trở nên hiệu quả hơn trong các điều kiện khắc nghiệt. Nhìn chung, hai S-91M đang chứng tỏ mình là một tài sản chiến lược quan trọng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Với khả năng chính xác, linh hoạt trong việc sử dụng đạn dược và sự hiện đại hóa không ngừng, hệ thống này đang giúp lực lượng Nga duy trì sức mạnh chiến đấu trên các chiến trường phức tạp. Các nhà phân tích phương Tây đang theo dõi sát sao hiệu suất của hệ thống này để có những dự đoán về cách các hệ thống pháo binh tương lai có thể phát triển, đặc biệt là trong các kịch bản xung đột đô thị.